này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng khi ấy chẳng thấy sở tu là trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, dùng tâm địa tướng dẫn phát 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp phụ thuộc, nghĩa là chẳng thấy ta có thể dẫn phát 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp phụ thuộc, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này dẫn phát 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp phụ thuộc như thế, là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước, mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Khi ấy chẳng thấy sở dẫn phát là 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn khi Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, làm sao có thể viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, làm sao có thể viên mãn bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm đực, bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo, làm sao có thể viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện làm sao có thể viên mãn pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh làm sao có thể viên mãn chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. làm sao có thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo, làm sao có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, làm sao có thể viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, làm sao có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni, làm sao có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông.